cách làm nhiệm vụ ẩn trời giáng nhanh nhất có thể. Hello mọi người, vậy là chúng ta lại có thêm một nhiệm vụ ẩn mới, cũng là nhiệm vụ ẩn thứ 8 tại PUBG Mobile. Nhiệm vụ có tên trời giáng. Về yêu cầu của nhiệm vụ này, các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là bị hạ gục bởi Z-Zone 50 lần, phần thưởng là 2 bánh cổ điển và 30 điểm thành tích khi các bạn hoàn thành. Ở video hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh nhất có thể nhé. Về map, bạn nên chọn map Limit, chơi solo và chế độ rank. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khá nhiều đấy. Còn tại sao không nên chọn chế độ ăn rank? Vào trận mình sẽ nói rõ hơn. Đầu tiên, chúng ta cần tìm một vị trí luôn luôn có xe. Các bạn có thể tham khảo vị trí này nha. Xuống là có xe đi luôn, vậy mới làm nhanh được. Khi có xe rồi, các bạn di chuyển ra vị trí khác. Nơi xuất hiện vòng bo là có Red Zone. Red Zone hiện ra, các bạn cố gắng đánh dấu ngay tâm của nó và đến đó thật nhanh trước khi nó nổ. Tại sao lại phải là tâm ư? Vì những phát nổ đầu tiên thường tại tâm Red Zone và sau đó ra phòng ngoài. Tỷ lệ bạn lên bảng rất cao và nhanh. Còn việc mình bảo nên chọn chế độ rank thay vì ăn rank. Do bây giờ người làm nhiệm vụ này khá nhiều mà đa số các bạn đều chọn chế độ ăn rank thôi, nên tỷ lệ bạn gặp rẻ rách rồi bị cắn rất cao, như vậy rất mất thời gian. Mình chọn chơi rank thì gần như không gặp ai làm, rất nhàn và nhanh luôn. Nhưng sau video này thì mình không biết có còn yên bình vậy không. Red Zone sẽ xuất hiện liên tiếp, nếu chẳng may lần đầu bạn chưa hẹo, hãy nhanh chân qua các vòng Red Zone khác nha. Sau 50 lần nhập quật, cuối cùng cũng hoàn thành. Video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy để lại cho mình một follow nha. Có ý kiến góp ý gì, nhớ bình luận cho mình biết nhé.